Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo, xin chào cho anh em. Tôi mạnh chào cho anh em. Tôi chào chào cho anh em. Tôi đại óc chào cho anh em. Ok các bạn ạ, thì sau những ngày anh em mình bị Covid ấy, thì hiện tại đã âm tính hết rồi và Mạnh lại có thể lên quay được cùng với anh em mình. Bất ngờ anh ạ, em chưa dấu hiệu vẫn bình thường anh. Nói chung là bây giờ ra đường rất là nhiều Covid nên là cứ cẩn thận thì sẽ hơn. Thì từ mấy hôm giờ đấy như mình ăn toàn đồ nào thì tôm hùm rồi thì đùi gà các kiểu rất là ngon rồi. Thì hôm nay đột nhiên là mình ra chợ ấy và có kiếm được gọi là một ít xoài non các bạn ạ. Xoài kiểu chưa mở mắt là người ta đã vặt xuống để người ta đã bán rồi. Đó, nhưng mà ăn cái xoài này thì rất là ngon. Thì hôm nay mình mua nhiêu đây xoài về để hôm nay sẽ tìm ra trong team anh em mình sẽ tìm ra một người gọi là vô địch ăn xoài chua nha các bạn nhà, để xem anh em nào ăn được nhiều xoài và sẽ ăn đến người cuối cùng, gọi là người cuối cùng ngừng ăn xoài chua ấy, xem ai sẽ là người ăn xoài chua khủng nhất của team nha các bạn nhà. Đó, thì những quả xoài đấy thì anh em mình sẽ bổ dọc bớt ra, còn để lại một vài quả để nguyên như này. Nói chung là cái xoài này thì ăn cũng lâu ghê răng mà mình nghĩ là sẽ ăn được nhiều. Không biết là mấy anh em dự đoán mình có thể ăn được bao nhiêu trong số xoài này? Đôi ba chục quả. Đôi ba chục quả. Lấy lúc cả mâm đi. Quán luôn luôn chả ai chuẩn bán qua đến đó. Không biết là ai sẽ là người ăn xoài gọi là đỉnh nhất của team anh em mình. Thì cái nguyên liệu đấy như mình chấm ngày hôm nay ấy, thì ở đây anh em mình sẽ chuẩn bị gọi là cái hành tím anh em mình cắt nhỏ này. Rồi nước chấm thần thánh này, đường rồi hạt tiêu các thứ. Đó, Mạnh trộn vào đi. Đã em bỏ ra một quả thứ ra cho mọi người xem. Ngon ý. Mệt rồi. Đó, anh em mình sẽ bỏ như này và tách hạt ra rồi. Chưa mở mắt. Đây là xoài chưa mở mắt mà. Thì anh em mình sẽ để như này, xong anh em mình chấm cái nước chấm thì gọi là siêu ngon luôn các bạn ạ. Đó. Múc được. Lên cho nó đây các bạn này. Ui, cho nhiều hành tím vào ăn càng ngon em ạ. Múc tiệm múc. Chưa rồi, cho hết. Cho vào. Nhập quá. Đó. Thì chấm nó mới phê các bạn ạ. Ui, cái nước này rất là cay nha các bạn nha. Đó. Rồi anh mình cho một chút đường, một chút hạt tiêu, một chút nước mắm vào. Uầy, nhìn không đã ngon rồi, không biết là trộn lên nó sẽ như nào đây các bạn ạ. Ngon lắm, chắc ăn tốn xoài lắm đấy. Rồi, em cho một chút nước mắm vào, không đảo trộn lên cho mọi người xem là cái nước chấm của như mình. Rồi, nhìn không nó chảy đúng miếng rồi, ui. Uầy. Nhìn phê chưa này con này. Sò sò. Bát được chấm này ăn thì đỉnh. Phải nói là đỉnh luôn con ạ. Thì này mới ăn được nhiều xoài khi mà có bát nước chấm như này con ạ. Thơm nhỉ. Đó. Anh em mình sẽ cắt bỏ đôi những quả xoài này ra, xong rồi anh em mình sẽ đi thưởng thức luôn nha con nha. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Trong lúc mà chờ anh em bổ lốt vài quả xoài ấy, thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn một app đầu tư sinh lời có tên là Bilomo nha các bạn nha. Bilomo là một nền tảng giao dịch trực tuyến nha các bạn nha, và đây là giao diện của Bilomo. Đầu tiên các bạn vào ấy, các bạn có thể đầu tư bằng tài khoản demo trước. Sau khi mà thành thạo rồi thì các bạn đầu tư bằng tài khoản real. Trong này thì Bilomo có rất là nhiều các gói để các bạn đầu tư, nhỏ nhất là 23.000 và lớn nhất là 23 triệu, và mình chọn gói đầu tư của mình ngày hôm nay là 1.150.000. Hiện tại thì mình thấy xu hướng đang giảm khá là sâu, vậy thì mình sẽ đầu tư tăng và chờ đợi nha các bạn nha. Bilomo thì nạp tiền và rút tiền về tài khoản ngân hàng rất là nhanh, chỉ trong vòng 1 đến 2 phút thôi nha các bạn nha. Đó, vậy là mình đã đầu tư thành công với số tiền là 1.150.000 và thành công thu về 2.093.000 chỉ trong vòng có 30 giây thôi nha các bạn nha. Tiền thì cộng ở góc trái trên của màn hình này các bạn này. Bạn nào mà có bất kỳ thắc mắc nào mà liên quan đến Bilomo ấy, các bạn có thể vào phần cài đặt và vào phần hỗ trợ. Các bạn vào trò chuyện trực tiếp với cả support của Bilomo hỗ trợ 24/7 nha các bạn nha. Mình thì đã đính chính với mọi người rất là nhiều lần rồi, đó chính là Bilomo thì không phải là lừa đảo, mà Bilomo là đầu tư sinh lời dựa trên tư duy và sự tính toán tỉ mỉ nha các bạn nha. Nên là bạn nào mà cũng muốn đầu tư sinh lời trên Bilomo ấy, thì mình sẽ đặt link tải Bilomo ở phần mô tả và bình luận ở dưới video này nha các bạn nha. Anh em mình đã cắt xong những quả xoài rồi, thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức món
xoài non này của anh em mình, và để xem tìm ra xem thằng nào hôm nay sẽ là người gọi là ăn xoài chua kinh nhất của team nha các bạn nha. Đó, nào. Chốt 50 quả. Chốt 50 quả. Ai à. Nào, thằng nào hôm nay sẽ vô địch đây? Ơi em chờ cờ em đây thôi. Đây à. Em chẻ đi anh em. Chẻ đi chứ. Nào. Chơi đi. Là ăn mỗi người ăn một lỡ để anh. Đấy. Ui giời, cái nước chấm này các bạn ơi. Trời ơi. Phê. Và tất cả các bạn đi. Mời tất cả các bạn nha. Thơm rồi đấy. Ui dồi ôi. Đụng dừa rồi. Giòn thế. Đây nha, mình ngồi ngoài mình cũng gọi là ui. Cũng ăn cùng anh em nha các bạn nha. Nào. Ui chấm này các bạn nha. Xoài nhà chồng thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ăn nha, mời mọi người nha. Ăn nhà chồng à? Ôi, ngon rồi. Chấm ăn đã. Ê, hành tím ăn ngọt ngọt đúng không? Ngon giòn. Dễ ăn đấy. Có lòng khác. Ăn như xoài bạc tử vậy. Ăn như xoài bạc tử. Ăn thẳng ngon nha. Ngon đấy. Ngon rồi. Đấy mất câu của đường dừa rồi. Mọi người có thể đấy xem hôm nay thằng nào mà chua trước đầu hàng trước, xem thằng nào sẽ là chịu đầu hàng trước nha các bạn nha. Tí mình ngồi. Ngon. Đó, mình ngồi ngoài nhưng mà thực sự là, nhưng mà để anh em mà kiểu ăn mà để mình quay không thì không chịu được, nên là mình sẽ ăn cùng anh em luôn để hôm nay xem thằng nào sẽ là kiểu dừng ăn cuối cùng nha các bạn nha. Cỡ mới xoài non. Múc ngon. Ngon kiểu múc ra, cắt ra này mình múc được nhiều. Nơi nó quanh chấm hơn. Cái nước chấm này tạo cho anh em mình cảm giác ăn nó không bị ghê răng nha các bạn nha. Cứ cực vị. Ngon. Ngon. Cái cây ngọt ngọt. Một tiêu tê tê nữa nhỉ. Bao phì. Trời ngon hả. Nó mới quả anh nhanh lên. Ăn là chỗ tức gì. Ăn nước chấm này có thêm cái hành tím vào ăn phì thật luôn các bạn ạ. Nó sâu múc xuống. Đúng rồi. Anh mình cắt ra như này để anh em múc rồi. Múc như kiểu múc gáo để anh em mình có thể múc được. Nước chấm với cả quài. Quài. Anh hả. Để chưa hành tím này anh em ơi. Không ăn mà hết nước chấm rồi nhỉ. Chờ hết nước chấm, nó cứ hết hết xoài. Rồi nước chấm hết trước xoài. Mình ngồi ngoài thực sự là không chịu được luôn đấy các bạn ạ. Ăn cùng anh em như này. Quá chín bên ngoài, giòn. Xoài này xoài chưa mở mắt lên là ăn nó rất là giòn các bạn ạ. Nếu mà lấy những quả mở mắt rồi thì ăn nó sẽ kiểu hơi bị ương ương. Cái phết anh ạ. Đó. Đấy. Ui, anh em mình chấm một tí mà đã gần hết bát chấm rồi gọn này. Cái nước chấm này. Tím rồi. Wow. Đã thật. Một lần múc con này. Sướng. Ba múc hết này tím. Bây giờ miền Nam người ta còn quả gì mà xanh xanh con còn nhỉ? Người ta hay kẹp ra người chấm người ta ăn. Ngon á? Không nhá. Mận à? Giống nó gọi là quả mơ. Quả miền trong cái gì? Quả miền trong ấy. Còn nó gọi là kẹp ra người ta ăn. Mận. Chả phải vỡ ra. Anh quên nó quả gì rồi? Xanh xanh đấy. Mà chùm chùm ấy, giống như nhỏ. À. Mận chưa ăn chín bao giờ. Quay cái làn ở đây đấy. Nó chưa quá được. Nó hơi hơi giống quả cóc. Đúng rồi. Nhỏ bé hơn. Nó chua lắm, quả chua lắm. Quả cà.
Ê, mạnh thì sao bốc tài thật đấy, toàn hành tím mà. Tao biết ngon. Vị mà. Ăn nó giòn các bạn ạ, phê. Đó, ngồi ngoài đấy con này, đây là cậu ngồi ngoài không chịu được ạ. Nhào hành tím lên. Cái đó ha. Ngồi ngoài gió lưng, gió lưng bọt này. Wow. Các bạn xem mình ăn thì phải lấy thau rồi hứng bọt. Sao mình kiểu chảy dãi luôn đấy. Mình bắt đầu hết hành tím mới. Cũng quả lên nước. Mình chưa nhiều hành tím nữa mày. Đây còn... Nếu mà có cái nước chấm này thì anh nhìn mình ăn nó sẽ đỡ bị chua hơn và ăn được nhiều hơn. Nếu mà không có nước chấm mình vừa thử cắn thử miếng không có nước chấm ấy, nó rất là chua các bạn ạ. Chua y rằng. Mình tin chắc rằng sau clip này thì rất là nhiều các bạn sẽ mất rất là nhiều nước miếng nên là mọi người thông cảm nha. Mọi người hãy trước khi mà xem clip này của mình, mọi người có thể đi kiếm thêm một cái gì đấy để ăn cùng anh nhà mình để cho đỡ bị chảy nước miếng các bạn ạ. Không mất nhiều nước miếng là gọi là bị thiếu nước trong cơ thể. Anh nói muộn quá đó, nói đầu video bây giờ chắc nhiều người nhập vì thiếu nước rồi. Cay vãi. Mặn tải lắm, tải mút toàn này tím này. Phê nhỉ. Ngon, hay giòn nhỉ. Cái xoài nó là vậy ấy. Thực sự rất là nhiều nha cả nhà, để xem hôm nay thằng nào sẽ ăn được nhiều nhất này. Giờ ấy là hai quả mà không? Hả? Hai quả không? Em á? Anh biết. Anh tốt hơn 20 quả rồi. Ăn nha. Ui, quái giòn đi. Ui, ăn cả hột rồi. Đắng lắm. Đắng rồi. Không đá, hột lon không đắng à? Không đắng. Hồi này chưa mở mắt đi là chắc là bọn này không thấy đắng các bạn ạ. Đắng phước anh ạ. Em cắn đôi ra, nếu mà gì thì em cắn đôi quả ra xong em bóc cái hạt đi. Đắng. Được rồi, cũng đắng. Chúng là cái chơi như này các bạn ạ. Nó vỡ hột ra bảo là giỏi thế. Chưa có một dao. Cắn này sợ mé răng. Chua chưa? Ủa, quá lòn chua. Ăn không chua thật đấy ạ. Ăn không đúng không? Nhớ anh em ăn này dễ múc. Bạn nào có xem clip này của anh em mình thì mọi người thông cảm nha. Xin lỗi vì đã làm mất nước miếng của mọi người. Anh thấy này cũng đi rồi. Yếu rồi, yếu. Với ợ này làm cay mà. Dừng lại phát là cay. Từ phát là tê luôn. Nên đang nói rất sạch quá. Trái nước mũi rồi. Giờ nghe tiếng giòn nghe thích thật đấy. Xoài non đây này, nó giòn thực sự luôn các bạn ạ. Đó. Ui. Trời ơi. Nghe giòn như kiểu đã hết tai của anh em ngồi cạnh luôn. Không biết là mọi người xem thì có nghe thì đã tai không nữa. Xoài được anh bao đấy. Đó, nói chung là cái xoài này thì kiểu nó có mùa ấy. Nên là nhà anh em nào mà kiểu có cây xoài như này mà kiểu thèm là ra trèo lên cây xong vặt ăn luôn, gọi là chuẩn bài luôn các bạn ạ. Ăn luôn trên cây. Cảnh thế. Yes, yếu. Yếu chưa? Yếu. Yếu rồi cái gì?
buốt răng quá. Thế thì thằng này không ăn được nữa, bạn không ăn được nữa rồi. Bây giờ mình sẽ đổi vị trí cho nó để mình vào, để mình gọi là ăn cùng hai thằng kia nha các bạn nha. Đó, mình sẽ thấy thế chỗ cho thằng Đạt. Ui trời ơi. Đi rồi. Nó cụt. À đây có mấy quả cậu cắt rồi này, nhưng mà hợp thích. Ê, ê cắn cậu ấy. Ê, chùa à, chùa hơi dài lắm vậy. Ơ. Thế là anh già rồi. Già rồi không ăn được. Không phải là không phải là già đâu các bạn ạ, mà là cái cầu những quả xoài nó to quá chứ không phải là già đâu. Đó, ui. To bây giờ quả xoài thì kiểu nó được hái xuống lâu rồi ấy, nên là nó mất đi cái độ giòn giòn của nó. Ừ. Ừ, nhai vẫn giòn phết. Để quay thấy đây. Ăn cái quả cầu cắt múc sẵn. Cắt sẵn các bạn ạ. Mọi người có thể thấy là một cái bát nước chấm rất là đầy của anh em mình bây giờ. Sắp hết bát nước chấm luôn các bạn ạ. Còn nửa. Cay cay không được. Mày không lại nhìn vậy thôi, bởi vì cái ớt của cái nước chấm lúc mà anh mình rội ra mọi người có thể thấy là cái kiểu như là cái ớt ớt khô, ớt bọt đấy. Nó rất là nhiều nha các bạn nha. Hôm nay chắc phải hết nước chấm anh nhỉ. Hả? Hết quá chứ. Hết nước chấm. Ôi trời ơi, em trao đây. Và chắc là bị sâu rồi. Bị rụt. Quả mạnh ấy, bị sâu rồi. Quả bỏ em ạ. Tôi bỏ bỏ rồi. Không phải nó ăn được rồi nhặt luôn. Quả. Vừa nãy mình ăn cùng anh em giờ kiểu cảm giác nó đi răng dần không đâu ạ. Cái sâu không giòn lắm anh ạ. Quả sâu nó rụng, nó héo ấy. Không giòn lắm. Không giòn. Cái phết ấy, cháy luôn ngay. Vết sắc. Chứ rằng người anh chưa rằng đúng không? Ok. Thực sự là mình ghi răng các bạn ạ. Cái xanh này chắc không sâu. Mà mình còn ăn cùng anh em vừa nãy đấy. Sao giờ vào ăn cái răng thế nhỉ? Ào. Úi, mạnh cắn quả đấy thì cực ghê. Thôi cái răng. Ờ, mạnh quả đấy không có hạt hay sao nhỉ? Có. Để anh kiếm một quả xanh xem nào. Xanh nó không sâu, nó giòn. Còn nó cứng cứng. Đây đây. Giòn. Ui. Ui. Không sao, bởi vì đã ăn ấy là ví dụ mình ghê sang bên này, mình đẩy nó sang bên này các bạn ạ. Ghê một bên đẩy sang. Còn ghê hai bên nhốt trứng. Đúng không anh? Ghê hai bên nhốt trứng không nhại đâu. Dùng miệng dưới. Nước trứng luôn. Quả xanh rất giòn thật. Ghê luôn hai bên đấy. Xin phép mọi người là mình ghê răng cả hai bên rồi nên là mình nước trứng anh ạ. Hay là mình cậu lớn tuổi hơn bọn này nên là răng mình cũng kém đi rồi nên không thể bằng bọn này được. Hai thằng này nó ăn mình ngồi ngoài vừa nãy mình có khi ăn ít hơn bọn nó ấy, mà mình vào đến đây giờ sao cảm giác nó ghê răng vậy trời. Cái anh già rồi. Già rồi. Tuổi già. Công nhận là mình xem mấy thằng này nó ăn mình có ăn cùng mà còn kiểu cảm giác chảy nước miếng các bạn ạ. Bọn này nó ăn khiếp người luôn đấy. Thật sự luôn là như thế. Ờ, chả đâu, đấy. Đâu, chả đâu, nó không chống em đâu. Thầy yếu rồi, không chống em đâu. Mạnh ăn ác phết đấy. Nước quả xanh xanh là ăn mới ngon. Ăn mới ngon.
Số dài, ăn đi. Nước. Mình xin phép là nhường sân khấu lại cho hai thằng rồi. Dài, nhiều lắm. Dài. Nhìn thèm vẫn muốn ăn nhưng mà hai bên răng này mình để tối còn ăn cơm chứ không tối nhai cơm còn gây răng thì không thể ăn được cơm các bạn. Xem em ăn. Còn như nhìn lại thèm. Người ăn thèm. Được nào? Không cảm giác có gì, do không còn cảm giác gì rồi. Kiểu gọi là mất vị giác của răng các bạn ạ. Vài chín chấm ngon. Giòn giòn. Đấy xoài đây. Đây có chanh chanh ngon. À, rất ngon. Mình xin phép đầu hàng các bạn ạ. Muốn biết đánh luôn rồi. Sạch trơn luôn nhỉ. Ui. Ui mạnh cái mũi gì. Chạy ngưng xong rồi. Cay mà. Thực sự là tèm đấy các bạn ạ. Nhưng mà kiểu răng ghê quá không thể nhai được thêm ấy. Chơi người này cứ một cái ông giọng này quá cày. Ngon anh ạ. Ngon. Anh em như này không phân thắng bại được nhỉ. Không chấm nữa. Không chấm, chấm đây. Không chấm, chấm, chấm thì mới phân biệt là phân biệt là thắng bại. Nghe, nghe cụ này cũng sắp đi rồi đấy. Ngon thì xui để còn ui. Ui ngon. Ghê cái mũi chỉ rồng rồng. Làm to. Người ta mất cảm giác rồi. Mất cảm giác à? Nút chừng. Đừng nhào lưỡi. Mấy trưởng đục giờ ở đây tìm ra công thức mới. Nhai bằng lưỡi. Các nhà khoa học phải thán phục. Thành gì ạ? Dù mình ăn ghê răng thực sự luôn. Rồi cụ xin thôi. Không ăn được lỗi. Vậy là Đôn Trà cũng đã đầu hàng rồi các bạn ạ. Và thằng Mạnh nó đã ăn cực kỳ nhiều luôn mà vẫn còn ăn nữa, kiểu như nó vào cầu rồi. Ăn kiểu như nó mất vị giác rồi nhưng mà nó vẫn có thể nhai được. Không phải đây vì Covid đâu nhỉ. Em vẫn đang chơi chua cay mặn ngọt đây anh ạ. Ok các bạn ạ. Vậy là anh em mình đã tìm ra thằng Mạnh là thằng ăn xoài cực kỳ đỉnh team anh em mình các bạn ạ. Và thực sự là mình ăn đâu khoảng độ 4-5 quả, Đôn Trà ăn được đến chục quả không? Tầm gì đấy. Đó thì mình đã cảm thấy ghê răng ấy mà anh em ăn vẫn còn ăn được lưỡi mạnh này các bạn này. 14-15 quả rồi. Thực sự là những quả xoài xanh này ăn rất là chua và ghê răng nha các bạn nha. Thực sự là khi mình làm clip này thì mình cũng xin lỗi luôn mọi người, đó chính là mọi người có xem clip này coi như mình chắc là đã mất rất là nhiều nước miếng rồi, nên là cũng đã tìm ra thằng Mạnh là ăn là người ăn có thể ăn xoài chua cực kỳ đỉnh rồi, thì chắc là anh em mình xin phép là dừng clip này luôn ở đây. Bạn nào có xem được clip này thì có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình, còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.